chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, đúng trong tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Nổ lộc trúng lớn, đổi đời giàu sang phú quý, cuộc sống sung túc đủ đầy, tuổi già an nhàn sung sướng. Quang Hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Tử Vi hàng tháng trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Xin kính chúc quý khán giả luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, cuộc đời là sự liên tiếp của những ngày tháng khổ ải trần gian, và cho những người mạnh mẽ có đủ sức mạnh, có thể vượt qua sóng gió để định hướng cuộc sống của mình, thì mới có thể đạt được thành công. Tâm huyết của chúng ta phản ánh trong từng thời điểm khác nhau. Trong vận niên, con giáp sẽ gặp những sự thay đổi và thử thách riêng. Bước vào thời điểm 5 tháng cuối năm âm lịch 2024, nhờ nhiều các tinh chiếu mệnh, thời gian này được coi là bình an, đầy những chuyển biến tích cực cho con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Vậy cụ thể chi tiết vận trình ra sao? Kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Kỷ Hợi 1959 thuộc mệnh Mộc, bình địa Mộc. Địa Mộc là những cây cối mọc ở vùng đồng bằng. Người mệnh này có tính tình hiền hòa, khôn khéo, tốt bụng, thật thà, ngay thẳng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi theo ngũ hành thuộc mệnh Mộc, hay còn gọi là bình địa Mộc. Phần lớn, người mệnh Mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát. Thế nhưng với người mệnh Nạp Âm, bình địa Mộc đôi lúc lại mềm lòng và yếu đuối. Cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Kỷ Hợi mệnh Mộc thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông, bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, trắc trở, nhưng họ vẫn luôn an tâm lạc quan tiến tới. Họ cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Người tuổi Kỷ Hợi rất thành thật và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép, vận mệnh những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 mang cung mệnh đại gia, lại cho thấy phần lớn người tuổi này mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo mạn, đôi khi tự cao, tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi tới trung vận họ mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Xét tổng quan vận trình tử vi 5 tháng cuối năm 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xem tử vi 5 tháng cuối năm 2024 của tuổi Kỷ Hợi cho biết, thời điểm này báo về rất nhiều tin tức tích cực với người tuổi Kỷ Hợi.
Đây là khoảng thời gian vận khí của Kỷ Hợi có sự khởi sắc rõ rệt, mưu sự dễ thành, cũng dễ được quý nhân đỡ đần, làm việc thêm phần nhẹ nhàng. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi vào năm tháng cuối năm 2024 âm lịch, Kỷ Hợi đang nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí khi cục diện tam hội đứng bóng, lại thêm nguyệt lệnh lâm quan báo về độ chính của các kế hoạch, mưu cầu công danh, chức vụ, hứa hẹn những tin tức tích cực sẽ đến với bản mệnh trong năm tháng cuối năm 2024 này. Kỷ Hợi có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nên công việc có những bước tiến triển khả quan, thái độ làm việc hăng hái và nghiêm túc giúp Kỷ Hợi gặt hái những thành tích đáng nể. Đa phần thời điểm này, Kỷ Hợi sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trong công việc, hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Kỷ Hợi. Chính thái độ tích cực, lạc quan này sẽ giúp Kỷ Hợi giải quyết mọi khó khăn trong thời điểm năm tháng cuối năm. Hơn nữa, Kỷ Hợi đặt ra lộ trình rõ ràng và cụ thể, cứ thế mà tiến hành theo kế hoạch đã định, thì sớm muộn gì cũng đi tới đích trong mọi tình huống. Hãy trực tiếp là người đảm nhiệm công việc, hạn chế nhờ vả hay giao phó cho người khác, để hạn chế việc mắc lỗi mà Kỷ Hợi không nắm được. Điều đó cũng giúp nâng cao khả năng làm việc, giúp Kỷ Hợi nắm bắt cơ hội tốt hơn. Dù vậy, thời điểm cuối năm, sức cạnh tranh cũng như khối lượng công việc sẽ có xu hướng gia tăng, do đó, bản mệnh cũng nên cảnh giác, chú ý đến những thay đổi xung quanh mình và sẵn sàng đối phó với những thách thức có thể nảy sinh, nhất là với những người đang có tham vọng thay đổi vị trí, chức vụ. Người tuổi Kỷ Hợi sẽ có những sự kèn cựa, so bì với đồng nghiệp cạnh tranh cùng vị trí, thích thể hiện nhiều hơn, hơn nữa trong quá trình hợp tác với người khác. Người tuổi Kỷ Hợi rất quan tâm đến địa vị của bản thân và luôn muốn chiếm vị trí thống trị. Điều này có thể gây ra sự bất mãn từ người khác. Nếu Kỷ Hợi luôn ở trong trạng thái này, nó cũng sẽ khơi dậy tính cạnh tranh của người khác. Điều này sẽ dẫn đến những mâu thuẫn gay gắt hơn ở nơi làm việc. Do đó, Kỷ Hợi cần chú ý hơn tới cách hành sự, nếu không rất có thể gặp rắc rối trong mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, tạo thành ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống và sự nghiệp. Thậm chí Kỷ Hợi có thể vì điều này mà trở thành người bị cô lập trong tập thể. Nhìn chung, trong năm tháng cuối năm 2024 này, Kỷ Hợi có những thuận lợi nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một số thử thách. Chỉ cần Kỷ Hợi giữ thái độ tích cực và niềm tin vững vàng, Kỷ Hợi sẽ có thể vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Ngoài ra, khả năng giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp, lãnh đạo cũng là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của Kỷ Hợi. Tử vi năm tháng cuối năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, phương diện tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi có sự thăng trầm trong năm tháng cuối năm này. Mặc dù sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi sẽ rất suôn sẻ và Kỷ Hợi có thể nhận được một số lợi ích từ nó nhờ sự chăm chỉ của mình, nhưng vì nhiều lý do khách quan, bản mệnh vẫn phải gồng gánh một gánh nặng tài chính nhất định, áp lực cuộc sống vật chất vẫn rất cao. Ban đầu tài vận năm tháng cuối năm có nhiều khởi sắc, chính tài và thứ tài đều có dấu hiệu tăng, sự nghiệp phát triển không chỉ đảm bảo thu nhập ổn định, mà còn hứa hẹn những khoản kiếm thêm hoặc thưởng hậu hĩnh. Người làm kinh doanh vẫn đang đều tiết tốt việc buôn bán. Tam hội hứa hẹn một khoảng thời gian khách hàng gia tăng, lợi nhuận đổ về, các mối hợp tác cũ mới sẽ diễn ra suôn sẻ, giúp Kỷ Hợi có thể yên tâm. Tuy nhiên, Kỷ Hợi cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh bị thâm hụt tài chính và tiêu tốn vào các khoản không đâu, nhất là khi điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh có xu hướng sử dụng khoản tiền không nhỏ để mở rộng công việc, tìm kiếm mối làm ăn, duy trì các mối quan hệ, đặc biệt là chi trả cho các nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Trong trường hợp thu nhập chỉ dựa vào một nguồn duy nhất, chi tiêu của người tuổi Kỷ Hợi không ngừng tăng lên, khó tránh khỏi tình trạng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của Kỷ Hợi, thậm chí có thể vì điều này mà lâm vào cảnh nợ nần. Do đó, bản mệnh nên chú ý hơn tới các chi phí sinh hoạt của mình, tăng thu giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế. Tốt nhất là không nên tiêu tiền bừa bãi, vì thể diện hay tăng sự cạnh tranh của bản thân, nếu không chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều áp lực cho đời sống tài chính của Kỷ Hợi. Đồng thời, Kỷ Hợi cũng có thể nắm bắt một số cơ hội và tìm thêm nguồn thu nhập. Ví dụ Kỷ Hợi có thể cân nhắc đầu tư vào một số dự án có triển vọng hoặc tìm kiếm một số công việc phụ để tăng thu nhập. Nhưng hãy nhớ đừng lao đầu vào đầu tư một cách mù quáng. Hãy quyết định có nên đầu tư hay không dựa trên tình hình thực tế và khả năng chịu rủi ro của Kỷ Hợi. Xét về phương diện sức khỏe, thời gian này, sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi được đảm bảo, không có nghi ngại nào cần phải lo lắng.
Dù vậy, Kỷ Hợi vẫn cần chú ý đến chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt mới có thể duy trì thể trạng tốt. Đặc biệt về chế độ ăn uống, Kỷ Hợi nên chú ý cân bằng dinh dưỡng và tránh ăn quá nhiều. Ngoài ra, Kỷ Hợi cũng có thể cân nhắc việc tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động lành mạnh để tăng cường thể chất trong cuộc sống thường ngày. Đừng quên duy trì thái độ tích cực và chủ động ứng phó với những áp lực, thử thách trong cuộc sống cũng sẽ giúp duy trì sức khỏe, thể chất và tinh thần của Kỷ Hợi. Xét về phương diện tình cảm, sau Bách Diệt chủ đào hoa xuất hiện, vận trình tình cảm 5 tháng cuối năm này của Kỷ Hợi dần đi vào giai đoạn ổn định hơn trước. Đôi bên đã hóa giải được những hoài nghi, hiểu lầm. Việc thường xuyên chia sẻ và lắng nghe nhau là chìa khóa để duy trì mối quan hệ. Gia đạo an yên, vợ chồng con cái hài hòa, không phát sinh mâu thuẫn nào quá gay gắt. Tuy nhiên, gia đình khó tránh những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không nên to tiếng trước mặt con trẻ và người lớn trong nhà, kiểu ảnh hưởng tới tinh thần cả gia đình. Tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 âm lịch cho con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tử vi tháng 8 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xem tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, tháng này bản mệnh dồn hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu đặt công việc lên trên tình cảm và sức khỏe của mình là điều không nên nhé. Nếu có thể, nên tìm giải pháp cân bằng hơn bằng việc lên kế hoạch, xác định thời gian cho từng việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp. Trong công việc, điều này sẽ mang lại những kết quả bất ngờ. Tam hội còn mang tới những cơ hội hợp tác thành công, để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết và cùng làm ăn với những người phù hợp, có chung mục tiêu và ý tưởng. Không chỉ có thế, việc thanh tra một vài hoạt động ngoài trời sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng. Biết đâu bạn sẽ nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu của mình trong công việc chuyên môn. Bạn sẽ nhận được thử thách khá thú vị. Một người đồng hành mới sẽ thắp sáng tâm trạng u ám của bạn ở thời điểm này. May mắn là tư duy của bạn cởi mở, nên bạn sẵn sàng lắng nghe, cân nhắc thêm chứ không cố tình gạt đi nhanh chóng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, lúc này, con giáp tuổi Kỷ Hợi sẽ dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tài chính. Bạn sẽ cần phải hạn chế nhu cầu mua sắm các vật phẩm xa xỉ, vì đây là lúc các khoản tiết kiệm và đầu tư nên được ưu tiên. Bên cạnh đó, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến, vậy nên đừng cho đi tài năng của mình một cách miễn phí. Những gì bạn nổi trội cũng đều có thể kiếm tiền, đừng xem đó là chuyện đương nhiên. Thực thần ghé thăm, mang lại cho bạn những buổi gặp gỡ ra tiền, cho dù đang ngồi ăn cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện. Những người bạn cũng có thể là bạn làm ăn trong tương lai, nếu hai người cùng chung chí hướng. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Sức khỏe của bản mệnh tháng này không thật sự như ý. Thời điểm này, bản mệnh dễ bị ho khan, khô mũi, khô da. Bạn nên thường xuyên bổ sung nước đủ cho cơ thể, đừng để khát mới uống. Ngoài ra, thời tiết này rất cần cấp ẩm cho da, nên thường xuyên sử dụng dưỡng ẩm cho cả mặt và cơ thể. Đừng quên chống nắng cho dù có những ngày dâm mát khiến bạn chủ quan nghĩ rằng không cần thiết, có dấu hiệu của làm việc quá sức. Vì khi bạn tập trung dường như bạn không thể nào dứt ra khỏi công việc được, hãy cho bản thân được nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo năng lượng, đừng để bản thân kiệt sức nhé. Nhị hắc nhập cung Đông Nam nhắc nhở người mệnh này cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Điềm báo phong thủy hàng ngày cho thấy sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm, có thể sẽ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Khẩu quyết: trong tháng thu nhập ngày càng tăng, công việc làm ăn buôn bán hanh thông. Quý nhân: tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tiểu nhân: tuổi Sửu, tuổi Mão. Màu sắc may mắn: nâu, trắng. Con số may mắn: 88, 32 và số 10. Tử vi tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp dự báo rằng
Phương diện sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi trong tháng mới đối mặt với không ít thách thức. Mọi thứ dễ chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, khiến bạn rất vất vả để điều chỉnh lại như mong muốn. Chịu tác động từ nguyệt lệnh Lâm Tử, hung giận khá lớn, giận khí giảm sút, làm việc không tập trung, rất dễ phạm sai lầm. Bản mệnh được khuyên làm gì cũng phải tính toán cẩn thận, dòm trước ngó sau, chớ nên vội vàng bất chấp hậu quả mà có ngày rước họa vào thân. Có nhiều vấn đề bạn cần đào sâu gốc rễ để tìm hiểu, đừng chỉ nhìn vào bề nổi một cách qua loa hời hợt mà bỏ qua điều cốt lõi. Những khó khăn xảy đến cùng lúc có thể khiến tinh thần làm việc uể oải, chán trường, bạn nên tự chấn chỉnh bản thân. Tránh lối làm việc tùy hứng, thích thì làm, không thích thì bỏ, thì mới tránh được thất bại. Tháng này, còn có cả Thiên Cẩu hung tinh chiếu mệnh, điềm báo về cạnh tranh, chủ nhân gây khó dễ, con giáp này chớ nên chủ quan để lộ sơ hở cho tiểu nhân nắm thóp. Nhìn chung, đây không phải là một tháng có thể đưa ra hành động vội vàng, rất dễ dẫn đến những hậu quả khó lường. Thời điểm này nên đề cao sự ổn định, sắp xếp các kế hoạch thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định lớn. Mặc dù có rất nhiều dự định trong tháng 9 âm lịch, nhưng tuổi Kỷ Hợi không được nôn nóng mà hãy cân nhắc tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn. Tuy thử thách lớn nhưng không phải không nhìn ra những điểm sáng cho vận trình của Kỷ Hợi, nhất là khi bản mệnh có các tinh tả phù trợ. Nếu biết biến thách thức thành cơ hội, chăm chỉ và cố gắng làm việc hơn, thì người tuổi Kỷ Hợi vẫn có thể đạt được những thành tích khả quan. Bản mệnh cần phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho mình, dù hoàn cảnh trước mắt có không đúng với mong muốn của bạn. Bạn cũng không nên chán nản, trì trệ, thậm chí nghĩ đến việc bỏ cuộc. Thành công sẽ tới với người luôn kiên định với lựa chọn của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tháng 9 âm lịch được coi là tháng tài vận của tuổi Kỷ Hợi. Không có nhiều biến động, các khoản thu chững lại, túc tắc làm ăn thì vẫn có thêm thu nhập, nhưng nếu muốn phát tài thì chưa phải thời điểm này. Nhìn chung, phương diện tài chính nếu có thể duy trì ở mức ổn định đã có thể coi là may mắn. Tháng này bạn nên tập trung vào những việc đang tiến hành dang dở, không nên mở mang quá nhiều. Khi vận khí bất ổn, có thể khiến kế hoạch đổ bề nửa chừng, gây hao tài tốn của. Đừng quên nguyệt lệnh Lâm Đất Tử. Nếu có đầu tư kinh doanh thì nên tiến hành ở quy mô nhỏ, tránh hùn quá nhiều vốn cùng lúc kẻo không thu hồi được vốn liếng mà còn mất thêm các khoản tích góp sẵn có. Người kinh doanh nên tập trung hơn cho chất lượng sản phẩm, đừng chỉ mãi mê chạy theo trào lưu, bởi trào lưu chỉ có tính chất thời điểm. Đầu tư ồ ạt sẽ dễ dẫn tới tình trạng tồn đọng hàng hóa dư thừa, trong khi đó, chất lượng bền vững mới là thứ để níu chân khách hàng lâu dài. Vấn đề chi tiêu cũng cần được cân đối cho phù hợp với mức thu nhập và mức sống hiện tại. Bạn có thể cắt giảm các khoản mua sắm không cần thiết, giữ tiền trong túi, thay vì hoang phí quá đà như trước đó. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Trong tháng 9 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi gặp không ít trục trặc, dù không phải vấn đề nào quá nguy hiểm, nhưng tình trạng lao lực dễ xảy ra gây không ít hệ lụy khó lường. Tháng mà nguyệt lệnh đi vào Đất Tử, con giáp này thường phải căng thẳng đầu óc trong thời gian dài, vì áp lực công việc dẫn đến ăn uống kém ngon, chất lượng giấc ngủ giảm sút, có thể bị sụt cân nhẹ. Bạn cần tìm cách thư giãn nhiều hơn, tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, thường xuyên vận động và có chế độ ăn uống hợp lý, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. Bên cạnh đó, con giáp này càng chú ý các bệnh do ảnh hưởng tâm lý, tránh suy nghĩ bi quan. Khẩu quyết, trong tháng, sức khỏe diễn biến theo chiều hướng xấu do hung tinh ảnh hưởng. Quý nhân, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số may mắn, số 09, 44 và 19. Tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xem tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy nhiều khó khăn ập đến trong phương diện sự nghiệp, đòi hỏi người tuổi Kỷ Hợi phải gồng mình ứng phó. Nếu bạn có ý định bỏ cuộc giữa chừng thì chỉ khiến công lao đổ sông, đổ bể và kẻ xấu đắc chí mà thôi. Do chịu ảnh hưởng tiêu cực của cục diện tương phá, dấu hiệu kẻ tiểu nhân xuất hiện đã quá rõ ràng. Con giáp này cần phải cẩn thận với những đối tượng tiếp cận mình, càng là những kẻ nói lời hay ý đẹp thì lại càng dễ đâm sau lưng bạn.
Tốt nhất hãy tập trung làm cho tốt các nhiệm vụ của mình, tránh lo chuyện bao đồng, tránh hành xử thiếu suy nghĩ, đắc tội với người khác lúc nào không hay. Khi trong tập thể xảy ra vấn đề lục đục nội bộ, bạn cũng cần hành xử một cách lý trí, không nên đề cao ý kiến bản thân, hạ thấp quan điểm của người khác. Hãy học cách nhìn nhận vấn đề với nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho công việc. Khi cảm thấy mù mờ về tương lai, bạn có thể tâm sự với những người đáng tin cậy, đối phương chắc chắn sẽ chỉ cho bạn những định hướng phù hợp. Đừng nên giấu những suy tư ở trong lòng rồi hành xử theo cảm tính, bạn sẽ rất dễ vướng vào rắc rối. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Phương diện tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi cũng khó có dấu hiệu khởi sắc trong tháng 10 âm lịch này. Đây là thời điểm bạn cần chú trọng giữ chặt số tiền mình có trong tay chứ không phải là ham đầu tư mạo hiểm, dẫn đến cảnh phá sản trắng tay. Cục diện Hợi Hợi tự hình sẽ đem tới nhiều kẻ tiểu nhân hoặc đối thủ đáng gờm, khiến bạn phải cạnh tranh sức đầu mẻ trán. Nếu đó là cạnh tranh lành mạnh, bạn hãy cố gắng hết sức mình, dù mệt mỏi một chút, song bạn sẽ dần dần tìm ra điểm mạnh của mình và có hướng phát triển phù hợp. Còn nếu thấy dấu hiệu của cạnh tranh không lành mạnh, bạn cần cẩn thận trong từng đường đi nước bước, tránh xa vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân giăng sẵn. Hãy luôn nhìn nhận rõ thực tế trước mắt cũng như năng lực của bản thân mình, đừng ham làm giàu nhanh, đừng ham kiếm tiền đến mức làm những hành vi trái pháp luật. Với người làm công ăn lương, có lẽ bạn phải tốn quá nhiều thời gian để giải quyết rắc rối, nên các kế hoạch chưa tiến triển được như dự tính. Việc lương thưởng dậm chân tại chỗ cũng là đương nhiên. Tuy nhiên, tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi thấy rằng tháng này vẫn còn có các tinh thiên đức chiếu mệnh. Bạn có trách nhiệm với công việc được giao, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân thì bạn sẽ được lãnh đạo giao cho trọng trách là bàn đạp để thăng chức, tăng lương. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Phương diện tình cảm có lẽ là một trong những điểm sáng đáng chú ý trong vận trình của người tuổi Kỷ Hợi. Nhờ có mối quan hệ vợ chồng lứa đôi tốt đẹp mà bạn không còn cảm thấy quá tiêu cực khi nghĩ về tương lai, thậm chí nhờ đó mà tìm được động lực để tiến về phía trước. Với các cặp vợ chồng, ngũ hành tương sinh khiến hai người ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Tất nhiên trong cuộc sống không tránh khỏi những lúc va chạm, song hai người không lấy đó làm buồn sầu hay oán trách nhau. Ngược lại, sau mỗi tranh cãi là một lần hai người thêm hiểu về nhau, từ đó tự điều chỉnh hành vi của mình để dung hòa với đối phương. Nếu gặp phải khó khăn trong công việc, bạn nên tâm sự với người ấy để đôi bên cùng trao đổi và tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Thậm chí dù người ấy không thể đưa ra giải pháp cho bạn thì cũng sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu, bớt áp lực hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Điều đáng mừng là dù có nhiều sự việc xảy ra trong tháng này, song sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi lại không phải chịu ảnh hưởng nào quá lớn. Bạn hãy khuyến khích bản thân tiếp tục suy nghĩ tích cực, lạc quan, rồi khó khăn nào cũng sẽ trôi qua mà thôi. Bên cạnh đó, nếu sắp xếp được thời gian rảnh, bạn nên tham gia thêm vào các hoạt động thể thao, hoạt động tập thể dục. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể khỏe mạnh, mà còn giúp bạn tạo thêm các mối quan hệ xã giao, thậm chí gặp gỡ quý nhân của mình. Khẩu quyết: trong tháng, bản mệnh đưa ra những kế hoạch phù hợp thực tế, công việc tiến triển thuận lợi. Quý nhân: tuổi Tuất, tuổi Dậu. Tiểu nhân: tuổi Ngọ, Thìn. Màu sắc may mắn: trắng, đỏ. Con số may mắn: 90, 44 và 17. Tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, con giáp này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cục diện tương hại, nên vận khí trong tháng mới khá bất ổn, khó khăn, thử thách không ập tới, khiến bạn khá vất vả để xoay sở. Công việc chịu nhiều tác động nặng nề, bản mệnh phải đối diện với nhiều trở lực, thách thức, khối lượng công việc ngày càng lớn, việc cũ chưa xong việc mới đã dồn dập. Lúc này nếu không tỉnh táo, thiếu sự kiên trì, e rằng bản mệnh dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng, bao nỗ lực trước đó đều đổ xuống sông, xuống biển. Cạnh tranh trong tháng cũng không ít, thiên quan hung thần gia tăng gánh nặng, càng khiến mọi thứ thêm rối ren, áp lực và cạnh tranh trong tháng tăng lên mỗi ngày. Càng những thời điểm như này, bạn càng cần bình tĩnh và tỉnh táo,
Nếu xử lý nóng vội thì rất dễ để lại hậu quả khôn lường, lại không có nguyệt lệnh ủng hộ. Do đây là tháng lâm đất tuyệt, con giáp này có cảm giác những kế hoạch dễ lâm vào bế tắc, ngõ cụt, hàng loạt rắc rối ập tới. Bạn cần có sự điều chỉnh để thích nghi kịp thời, đừng ngần ngại thay đổi khi cần thiết, nếu đó là biện pháp tối ưu nhất. Khi tiến hành mọi việc, dù là lớn hay nhỏ, Kỷ Hợi đều cần tuân thủ theo từng bước cụ thể, đi từ đơn giản đến phức tạp. Không nên nóng vội mà hỏng chuyện, nên lấy ổn định làm trọng, chờ đợi thời cơ đến, hành động hấp tấp, vội vàng sẽ chỉ nhận lấy thất bại. May mắn là hai các tinh Tử Vi và Giải Thần sẽ giúp bạn chuyển nguy thành an, giữ vững tâm thế để có thể đối mặt với mọi khó khăn, thách thức. Có câu nói, cái khó ló cái khôn, chỉ cần bạn kiên trì tới cùng thì với năng lực của bạn chắc chắn sẽ có thể tìm ra cách xử lý ổn thỏa. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, theo dõi tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, phương diện tài lộc của Kỷ Hợi không khá khẩm hơn là bao. Công việc giảm sút kéo theo tài chính bất ổn, thậm chí còn có dấu hiệu hao hụt khá rõ. Nhìn chung, con giáp này sẽ phải nỗ lực rất nhiều thì mới hạn chế được tình trạng hao tốn tiền của. Đây là tháng Kỷ Hợi bị thương hại cục án ngữ, lại không được nguyệt lệnh che chở nên các kế hoạch cầu tài của bản mệnh khó suôn sẻ như ý muốn. Có những việc tưởng đã thành công mười mươi, tiền sắp về đến tay thì lại bất thành, khiến con giáp này vô cùng hụt hẫng và tiếc nuối. Tháng này cũng không thích hợp để đầu tư lớn mạo hiểm, các hạng mục đầu tư nhỏ có thể hòa vốn và tính an toàn cũng cao hơn, bạn nên cân nhắc vấn đề này. Việc gì cũng nên tiến hành dần dần, có kế hoạch rõ ràng, đừng chạy theo cái lợi trước mắt hay nghe lời dụ dỗ mà dốc tiền vào một chỗ, rất dễ bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Chi phí sinh hoạt tăng cao, bản mệnh khó tránh việc phải tiêu tiền cho những nhu cầu cần thiết của bản thân và gia đình. Càng như vậy bạn càng nên chi tiêu, liệu cơm gấp mắm, cân đối các khoản hợp lý thì mới không rơi vào cảnh phải đi vay mượn. May mắn bản mệnh được giải thần trợ giúp, khó khăn rồi cũng sẽ được gỡ gạt phần nào, không phải lo lắng thái quá. Làm gì cũng cần tự tin vào quyết định của chính mình, dù người khác có nói gì đi nữa, ý kiến của bạn vẫn là quan trọng nhất. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Về phương diện sức khỏe, nguyệt lệnh lâm tuyệt nhắc nhở người tuổi Kỷ Hợi, bản mệnh nên lưu tâm chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn trong cuộc sống thường ngày. Hãy nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để cơ thể có thời gian phục hồi năng lượng. Làm việc quá sức có thể gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm về sau. Bên cạnh đó, vận trình cũng tiềm tàng nhiều yếu tố bất ngờ, đa phần trong số đó là điều xui xẻo, tai nạn. Vì vậy bản mệnh cần hết sức chú ý an toàn khi đi xa, điều khiển phương tiện giao thông, phòng chống bệnh tật, tránh được họa huyết quan. Khẩu quyết: trong tháng hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh tìm được lối đi riêng khiến tiền đổ về túi nhanh chóng. Quý nhân: tuổi Dần, tuổi Mùi. Tiểu nhân: tuổi Dậu, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: vàng, đỏ. Con số may mắn: 19, 44 và 20. Tử vi tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Theo dõi tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, phương diện sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi được dự báo có bước chuyển biến tích cực khá rõ. Hàng loạt các tinh xuất hiện trong tháng, hỗ trợ bản mệnh có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm nay. Cụ thể, vận trình tháng Chạp của tuổi Kỷ Hợi được lục hợp quý nhân tương trợ, bạn đang đi đúng đường để sớm ngày chạm tay vào mục tiêu của bản thân vào tháng này. Nếu bản mệnh kiên trì hơn sẽ thấy thành quả, nếu biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Thêm thái dương soi chiếu, đây là thời điểm tốt để người tuổi Kỷ Hợi nắm bắt cơ hội, củng cố vị trí đã có và phát triển sự nghiệp. Đặc biệt là với nam mệnh đang muốn cầu công danh, chức quyền, càng không nên bỏ lỡ thời cơ này, do đây cũng là tháng cận kề Tết Nguyên Đán, nên bạn sẽ có nhiều việc cần phải chuẩn bị và xử lý. Tuy nhiên, cũng nhờ đó là khả năng linh hoạt, năng lực tổ chức và sắp xếp vấn đề, không thể thiếu kỹ năng quản lý. Thời gian hợp lý của Kỷ Hợi được phô diễn, giúp bạn kiểm soát tình hình rất ổn thỏa, đồng nghiệp xung quanh cũng luôn tận tình hỗ trợ, giúp bản mệnh đạt được hiệu suất làm việc cao. Cũng bởi thường ngày, bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ thân thiết với mọi người, nên khi cần sẽ được giúp đỡ rất tận tình.
phong độ của Kỷ Hợi đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc, thoát khỏi vùng kìm kẹp của tiểu nhân. Lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió, bạn có quyền tự hào về những gì mình làm được. Nguyệt lệnh lâm quan cũng mang tới cho bạn sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy, để luôn sẵn sàng theo đuổi những nấc thang mới trong sự nghiệp, chấp nhận thử thách và gia dấp để đổi lấy kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn. Trong tháng cuối năm, bạn cũng có nhiều cơ hội để thể hiện kỹ năng của bản thân như giao tiếp nghệ thuật, đàm phán sự nghiệp hanh thông, không có lý do gì tài chính của Kỷ Hợi không tăng tiến. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tháng 12 âm lịch này, bản mệnh có nguồn thu tăng vọt, các mức thưởng vào cuối năm cũng rủng rỉnh hơn hẳn. Thu nhập của bạn được dự đoán sẽ đến từ nhiều nguồn, dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh, buôn bán đều sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Kèm theo đó là không ít khó khăn, vất vả, nhưng bù lại nỗ lực của bạn cũng đem về thành quả xứng đáng khi mà tài lộc vượng. Với người làm công việc cố định, bên cạnh khoản lương nhận được đều đặn, bạn có thể sẽ được nhận thêm khoản thưởng cộng dồn từ đầu năm. Nhờ những đóng góp của mình trong những tháng trước đó, nhìn chung, mức thù lao khá lý tưởng. Với người làm kinh doanh, hàng hóa dồn dập khiến bạn bận tối mắt tối mũi, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy mức tiêu thụ khá tốt. Chỉ cần bạn cẩn thận hơn trong bước tính toán, kiểm kê sổ sách, thì năm nay lợi nhuận không hề nhỏ chút nào. Tháng này sẽ có nhiều khoản cần phải chi ra cho mục đích sắm sửa đón Tết. Tùy vào khả năng của bản thân, bạn nên mua sắm cho hợp lý. Chớ nên tiêu quang trong mấy ngày Tết mà bất chấp hậu quả về sau. Đừng quên ra Tết sẽ còn rất nhiều kế hoạch quan trọng nữa. Sắm Tết thông minh và vừa đủ mới chính là cách ăn Tết thông minh nhất. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi trong tháng Chạp ở mức trung bình, không gặp bất cứ trở ngại nào về sức khỏe. Nếu bạn vẫn có thể duy trì được lối sống lành mạnh và thói quen sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, một số người có dấu hiệu lao lực do bận rộn quá mức với công việc và mải mê kiếm tiền. Năm hết Tết đến, bạn cần chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh vào thời điểm này. Dù không có nguy cơ bệnh tật nào đáng ngại, nhưng bạn vẫn nên chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Khẩu quyết: trong tháng, bản mệnh tinh thần hăng hái, xã giao thuận lợi, công việc tiến triển. Quý nhân: tuổi Thìn, tuổi Mão. Tiểu nhân: tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn: hồng, vàng. Con số may mắn: 80, 33 và 17. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trên đời này có người thích bạn, cũng chẳng thiếu người không thích. Đó là điều rất bình thường. Cho dù bạn có tốt đến đâu, hoặc người kia hoàn hảo đến thế nào, cũng không thể như mình mong muốn. Bởi vì tốt hay xấu là một chuyện, có thích hay không lại là chuyện khác. Ai cũng muốn sống một cuộc đời thật xuất sắc, vì những người mình thích mà sống. Đây mới là thái độ sống tốt nhất. Đừng vì những người mình không ưa mà đánh mất niềm tin của bản thân. Điều đáng buồn trong cuộc đời này là bạn không được sống cùng với những người mình thích, không được làm những việc mình muốn, từ đó sẽ sinh ra khổ. Nhưng mọi việc trên đời này hay những người ta gặp đều do số phận sắp xếp sẵn. Tất cả đến với ta đều là một chữ duyên. Phật dạy rằng, vạn sự tùy duyên. Bạn chỉ cần tôn trọng mối duyên đó, bình thản đối mặt với mọi thứ. Ngoài trở cảnh chính là cái bóng soi nội tâm của chúng ta phản chiếu ra. Chúng ta nghĩ gì trong lòng không khó để có thể nhận ra từ bên ngoài. Khi ta lạnh lùng, ta sẽ nhìn mọi việc với thái độ bàng quan. Khi ta khép lòng, ta nhìn đâu cũng chỉ thấy sự ích kỷ. Có khi lòng ta khoan dung độ lượng, mới có thể nhìn thế giới ngoài kia tràn ngập sự ấm áp và hy vọng. Hiểu được chữ buông của Đạo Phật sẽ giúp ta tránh phí hoài một đời vô nghĩa. Dân, quý vị thân mến, cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe hết video của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và đừng quên ủng hộ cho kênh Minh Đường Tử Vi bằng cách like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới và hấp dẫn nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo.